Hôm nay Linh sẽ hướng dẫn mọi người chi tiết và cụ thể cách độ chiếc Opam 2N Muse 02 vào sản phẩm Tobing D50S mọi người nhé. Rất chi tiết, rất cụ thể. Và Linh hy vọng rằng trong video này chúng ta sẽ có thể tự làm được ở nhà, không cần phải gửi sản phẩm đến cho nhà số Hà Nội nữa. Làm tại nhà, tự trải nghiệm nhanh nhất, dễ dàng nhất, đơn giản và hiệu quả nhất. Nào, mời mọi người cùng theo dõi. Linh sẽ vào thẳng vấn đề ngày hôm nay. Thực ra là Linh sẽ thực hiện cho mọi người cùng xem trên một sản phẩm D50S mới tinh tình tình, chưa mở siêu, hẳn còn nguyên tem đây nhá mọi người nhá. Có series này đây. Đấy, series này thì thực ra đây là sản phẩm Linh sẽ thực hiện cho anh khách của mình, đó là anh Hòa nhá. Đây là hóa đơn bán hàng của anh Hòa tại thành phố Thuận An, Bình Dương. Tiện đây thì Linh cũng sẽ làm chi tiết. Thứ nhất là để cho anh coi quá trình Linh thực hiện trên chính sản phẩm của anh. Và thứ hai đó là để mọi người cùng xem, mọi người cùng tham khảo. Mọi thao tác, chi tiết, thực hành, chip đều công khai nhá, đều công khai. Ok, đây là hóa đơn của anh. Thì hóa đơn của anh gồm có Tobing D50S màu đen, chip Muse 02. Và Linh có tặng nguồn 5V. Đây là nguồn 5V của Oppo này mọi người này. Nguồn 5V của Oppo và tặng dây quang ly tông 1,5 m nhá. Dây quang nhà Linh tặng thì là độ dài thấp nhất là 1,5 m, 2 m hoặc 3 m, bởi vì là dây quang này nó có tiêu chuẩn, đó là ly tông USA. Đây là mọi người này. Đấy. Đó. Còn trở về với ở đây thì còn mình có bảo hành 12 tháng nhá, và lỗi đổi mới trong 30 ngày đối với sản phẩm của Tobing. Đây, trên hóa đơn mình có ghi rất là rõ để mọi người có thể xem qua. Tất cả các sản phẩm mới của bên Linh thì đều có hóa đơn như thế này. Thời gian bảo hành có thể khác nhau. Thời gian ví dụ như Dana Flip có thể là 3 năm. Đấy, thời gian đổi mới có thể khác nhau. Suka là 90 ngày. Còn đối với Tobing thì là 30 ngày. Đấy là quy định của hãng. Và đây là Tobing D50S. Đấy, mọi người vừa thấy Linh vừa tháo ra đấy, vừa cắt cái tem ở đây này. Đã, Linh có nhờ, anh Hòa có nhờ mình độ luôn sản phẩm mới nha. Mình sẽ nhấc đối với D50S mọi người chú ý này, nó sẽ có hai cái hơi khuyết ở hai bên như thế này, là cái nơi mà mình thò tay vào để mình nhấc sản phẩm ra. Cầm đúng nha. Người ta thiết kế rất là chuẩn chỉ. Đây là Tobing D50S đây. Rồi, nó sẽ có những cái phụ kiện đi kèm. Phụ kiện đi kèm mình cũng phải kiểm tra. Đây là cáp USB để mọi người chơi từ máy tính. Đây là nguồn, dây nguồn nhá. Một đầu cắm vào nguồn Oppo và một đầu cắm vào nguồn của D50S. Đây, một phụ kiện. Do Bluetooth và cái remote. Cái remote này người ta úp xuống phía dưới và nó có cái cạnh ở đây nó ghim lại rồi. Thành ra Linh sẽ thôi không nhắc nữa nhá. Bây giờ mình sẽ thực hiện thao tác độ trên Muse 02 để chúng ta cùng xem. Thế thì trước khi độ, như này cái sách hướng dẫn này. Trước khi độ thì Linh sẽ cùng mời mọi người xem sản phẩm Muse 02. Đây mọi người thấy này, có rất nhiều Muse 02 ở đây. Này mọi người thấy nhá, Muse 02 đây này, này. Nó nhỏ nhỏ như thế này thôi này. Và chúng ta đừng, có rất nhiều anh em hỏi mình là cái mã này của nó này nó không có giống nhau. Ở đây có con Muse là C2, Muse 02 C07, còn có lô nó là C01, thì cái đấy nó là cái mã thôi nhá mọi người nhá. Quan trọng nó là Muse 02. Quan trọng đó là hàng chính hãng. Cái in này của người ta rất sắc nét, không bị mờ. Chân này là chân, đây mọi người có thể thấy này, chân này là mới, không bị xước. Nếu như nó xước nó sẽ chuyển sang màu đen. Chúng ta cần chú ý cái điều đấy nhé. Tránh trường hợp mua phải đồ cũ, đồ đã qua sử dụng và đồ không chính hãng. Đây là Muse 02. Đấy, mua kèm D50S thì Linh chỉ để còn có hơn 500 nghìn thôi. Và cụ thể combo này bây giờ Linh để chỉ còn cho anh đấy, rất ưu đãi luôn. Và đây mọi người có thể thấy là cái mạch của Tobing D50S.
nha. Đấy, mọi người có một số các cái lưu ý như thế này, thực ra Linh cũng sẽ cố gắng chia sẻ hết. Đây này mọi người thấy không? Nó không được đẹp. Đây nó là cái nhựa hàn, cái nhựa hàn. Thì người ta khi sản xuất ra người ta không rửa lại cái mạch này nữa, nhá. Máy người ta hàn và người ta không rửa lại cái mạch này, nên là những cái mối hàn này nó còn vết hơi bẩn bẩn như thế này, chứ không phải là hàng cũ đâu nhá. Mọi người cần lưu ý cái này, thực sự cần lưu ý. Không thì mua hàng về rồi đến lúc mà sửa chữa hỏng hóc bỏ ra thì bảo chú bán cho anh hàng cũ, không có phải. Đây là hãng nó xử lý như vậy, nó không rửa mạch nên là mình không còn cách nào khác. Đấy. Đầu tiên là mình tháo cái lớp vỏ ở phía đáy ra này, đây bốn cái chân đáy này là nó sẽ ra lớp mạch. Sau đó là sẽ tháo cái mạch này ra bằng cách là tháo hai ốc hai bên nhá, tháo hai ốc hai bên này. Đấy, Linh sẽ quay chi tiết. Tiếp đó là ta sẽ phải lẫy ra, đây là cái cáp màn hình, cáp nối giữa mạch và màn hình, thì chúng ta phải lẫy để rút cái cáp này ra. Đó, tháo thật nhẹ nhàng. Đó, đây này, và có một cái dâu Bluetooth ở đây này, người cần gì? Thao tác nhẹ nhàng nha. Bên cái chỗ cáp đó thì nó có cái lẫy và chúng ta sẽ lẫy nó ra, xong sau đó là rút. Nếu như ai mà thấy chưa thuận tiện thì chúng ta có thể rút trước cái dâu Bluetooth này ra cũng được. Đấy, phải rút dâu Bluetooth ra nhé, không khi nước ra nó sẽ bị cộm và nó có thể bị đứt. Có một cái đặc điểm chú ý nữa là cái phần phần mạch, các cái cổng kết nối ở phía sau chúng ta cũng cần phải để ý những cái cổng RCA ở phía sau ấy nhé. Đó, thì chúng ta cần phải lẫy cái này và rút cái mạch này ra nhá, cái cáp này thật nhẹ nhàng, rút cái cáp thật nhẹ nhàng. Sau đó là mình sẽ rút cái bảng mạch này. Đây, mọi người thấy cái bảng mạch này nhá. Thì mọi người chú ý nó có những cái cổng RCA được bọc bằng cao su thì chúng ta phải rút ra ngay từ đầu. Rồi quay trở lại gần hơn, em sẽ để lại gần hơn một xíu để chúng ta thấy được cái chip. Ok, đây này, mọi người thấy trên cái bảng mạch này chưa? Chúng ta sẽ rút con OBAM này ra nhá. Con OBAM nguyên bản của nó là con 49720NA và mình sẽ rút ra, mình độ bằng con MUSE 02. Nhưng chúng ta cần phải lưu ý là bọn OBAM này nó sẽ có chiều nhá, nó có chiều đánh dấu. Đấy, MUSE 02 nó cũng có chiều. Ở đây người ta sẽ đánh dấu bằng chiều hình bán nguyệt. Không biết là mọi người có nhìn rõ không? Đấy, cái đầu hình bán nguyệt, còn đầu còn lại không có này. Và MUSE 02 nó sẽ đánh dấu bằng một cái đầu hình tròn. Ở trên D50S hay bất kỳ bảng mạch nào đó người ta cũng sẽ đánh dấu nhá. Này mọi người nhìn thấy là cái nơi để con MUSE này nó sẽ có một cái vòng màu trắng. Một cái vòng màu trắng hình vuông, nó quận nó khoanh vùng lại và nó cũng thể hiện bằng một cái chiều bán nguyệt. Đấy, phần dưới không có này. Chúng ta lắp đúng chiều, ngược chiều là hỏng. Nhá, lắp đúng chiều. Và bây giờ Linh sẽ rút cái MUSE 02 này ra. Nhẹ nhàng. Em sẽ gửi lại cả cái chip này, cái khuếch đại này cho anh khách để anh nói gì thì nói, nó cũng là sản phẩm đi kèm máy mà nhá. Đó, xong sau đó là mình sẽ độ con MUSE vào. Đây, MUSE 02 đây. Đó mọi người, đó, mọi người thấy MUSE không ạ? Và mình sẽ độ đúng chiều. Nhớ là đúng chiều theo nhà sản xuất. Để đúng các cạnh. Xong sau đó là ấn vuông góc xuống. Cái chân này nó rất là mỏng. Cái chân của những cái con chip này nó cực kỳ mỏng và nếu như để lệch cắm nó có thể bị gãy. Đấy, xong ấn thẳng vuông góc xuống. Đó, như vậy là chúng ta đã độ xong. Nó rất là đơn giản thôi, nhưng mà cần phải cẩn thận. Đó, cũng đâu đó nó có phải có một chút khéo léo, một chút nhẹ nhàng, nhưng phải có kỹ thuật. Ok, xong bây giờ Linh sẽ lắp lại và test một bản nhạc rồi chúng ta cùng lắng nghe nhá.
lắp lại thì cũng như vậy. Đầu tiên là phải để đúng bảng mạch này, rồi sau đó là lắp cái cáp kết nối màn hình. Sau khi lắp được cáp kết nối màn hình xong thì chúng ta sẽ lắp phần kết nối dây Bluetooth. Đấy, mọi người ấn nhé, ấn dây Bluetooth nghe tiếng cạch cái thì được nhé. Rồi, ok, cơ bản cái này nó rất là dễ thôi, nó không hề khó đâu. Đó. Đấy, mình sẽ lắp cái cáp đó vào, xong sau đó là chúng ta sẽ lắp cái phần đáy của sản phẩm D50S. Nhớ là phải bắt hai con ốc này. Bắt xong, xong sau đó là chúng ta sẽ lắp đáy vào. Đấy. Mạch của D50S trông thì nhỏ như vậy thôi, nhưng mà người ta hay dùng cái câu là nhỏ mà có võ đấy. Nó có quá nhiều võ. Võ từ nhà sản xuất cho đến võ của những người bán, đúng không ạ? Bởi vì nói gì thì nói nó cũng hay. Nó hay và trong cái mức giá như bây giờ thì nó xứng đáng để chơi. Đó, rất hay. Tiền thân của nó là con D50 thường. Xong sau đó là chúng ta có D50S. Đó, chúng ta sẽ lắp lại 4 ốc 4 chân và mình sẽ cùng test nhé. Rồi, như vậy là mình đã độ xong tô bình D50S với Muse 02 là con Opam Khuếch Đại 2N. Rất đơn giản, mọi người thao tác ở nhà chắc thì nó chỉ mất tầm khoảng 5 phút thôi. Đấy, còn đây là Linh vừa làm vừa thao tác cho mọi người. Và bây giờ Linh sẽ test nhá. Mình sẽ test qua cổng USB. Đó, sẽ test qua cổng USB. Tại vì thời gian để mọi người cùng lắng nghe thì nó không có nhiều. Còn trên thực tế thì Linh sẽ phải test cổng USB, cổng optical, cổng Bluetooth và cổng quang và cổng Coaxial. Thực ra là cổng Coaxial này thì Linh cũng không hay test nhiều lắm đâu. Chủ yếu là cổng optical, cổng USB và Bluetooth. Nhưng ai có yêu cầu muốn chơi cổng Coaxial thì Linh sẽ test cổng Coaxial này. Ba cổng này chạy ngon lành thì cổng Coaxial này cũng chẳng có mấy khi cả. Test là một bước vô cùng quan trọng để mình biết là sản phẩm gửi đi có hoàn toàn chuẩn hay không. Tránh trường hợp là gửi đến mà nó một sản phẩm điện tử thì chúng ta không thể nói trước được. Gửi đến nơi mà nó lỗi thì lại phải gửi về, nó rất mất công. Mất công người bán, đó, mất công người mua. Bên cạnh đó là nó mất công chờ đợi rất là buồn. Thì mình sẽ phải có cái thao tác là test hàng trước khi gửi. Đó, nên là một số anh em muốn yêu cầu sản phẩm còn nguyên siêu. Đồng ý, Linh sẽ để nguyên siêu. Và sẽ không test, nhưng mà nếu như mà lỗi thì Linh sẽ không thanh toán tiền vận chuyển. Đó. Bình thường là nếu như lỗi sản phẩm của nhạc số thì nhạc số sẽ thanh toán, còn nếu như anh em muốn để nguyên siêu thì lỗi mình sẽ không thanh toán tiền vận chuyển cho nữa. Hôm nay là ngày 16 tháng 10, Linh sẽ ghi tem của nhạc số Hà Nội vào đây nhé. Ngày 16, bảo hành 12 tháng, tháng 10 năm 2023. Và đây mọi người này, và mình sẽ dán vào trên sản phẩm. Đây, mình sẽ dán ở trên từ dưới đáy này lên nhá. Ok, rồi mình sẽ test một bài nhạc để mọi người cùng lắng nghe. Linh sẽ chơi trên ứng dụng nghe nhạc là Keybird đi. Keybird nó sẽ phù hợp hơn đối với Tidan. Đấy. Tại sao nó lại như vậy? Bởi vì Tidan cái ứng dụng nghe nhạc tốt nhất của người ta là MQA. Thì trên D50S không chạy MQA nên chúng ta có thể chơi Keybird với việc có thể chơi đến 24 bit rất ngon lành, thì không có quá khó khăn so với Tidan, mà chúng ta vẫn có thể chơi được nhạc định dạng chất lượng cao.
Cái máy đó nó lại chưa đăng nhập, mình sẽ sang máy này. Qbert. Đây, ứng dụng Qbert đây, Linh vừa đăng nhập rồi. Và chúng ta sẽ cùng tìm một bản như của Hoàng Thục Linh đi. Đợt này mình thấy nhạc Hoàng Thục Linh rất hay. Đó. Chúng ta có thể tìm cả cái dạng track này, nó sẽ ra bài hát hoặc là playlist, hoặc là chúng ta có thể tìm ở dạng tên ca sĩ này cũng được. Đều rất là dễ tìm. Rất nhiều bài hay. Mình sẽ nghe bài Đừng Nhớ Người Xa nhé. Mọi người chú ý ở đây nó có chất lượng 2 Hz này. Nên mình sẽ kích vào. Mọi người thấy là nó sẽ là 48 kHz và ở đây nó là chất lượng CD nhá. À không, mình sẽ phải để lên 24 bit hết đi. Ok, tại vì đây là bản 2Hz 24 bit mà, nên mình sẽ để lên chất lượng của nó là 24 bit ha. Ngang và thậm chí cá nhân đánh giá là chơi tốt hơn cả Tidal. Nào, mời mọi người cùng lắng nghe. Với mọi người thì mình có anh Khánh Điện đây mọi người ạ. Thôi thì mình cũng trải nghiệm được một đoạn rồi. Cũng khó thể nào, kể cả test thì mình cũng không thể nào mà nghe từng cổng, nghe từng bài được. Nó chạy ngon lành, ok. Sản phẩm này Linh vẫn bảo hành cho mọi người 12 tháng và lỗi đổi mới trong 30 ngày. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Và Linh rất cảm ơn anh Hóa, anh ở Bình Dương đã tin tưởng nhạc số Hà Nội và đặt hàng. Cảm ơn mọi người.